cho tất cả các độc giả của tạp chí Elle. Hôm nay thì Kelvin xin chia sẻ với mọi người một cái không gian thời trang của Kelvin. Một trong những cái điều mà mọi người vẫn thường hay hỏi hay thắc mắc là không biết cái tủ đồ của Kelvin nó sẽ như thế nào, thì hôm nay mọi người sẽ được khám phá nó. Sơ qua thì mọi người có thể thấy là cái tông màu chủ đạo mà Kelvin yêu thích chủ yếu là màu đen, và bên cạnh nó thì có thêm những cái màu khác như là màu đỏ hoặc là màu trắng. Áo khoác, Kelvin là một người rất là nghiện áo khoác. Mặc dù cái thời tiết ở Sài Gòn nó khá là nóng, nhưng mà khi đi đâu Kelvin thấy áo khoác đẹp thì cũng rất là dễ bị động lòng và mua nó về. Vì cũng hay đi du lịch và thường đi dự những sự kiện thì áo khoác là một trong những cái món mà mix and match rất là nhiều. Những học phía dưới là áo thun và quần. Khi Kelvin đi Nhật thì Kelvin học được một cái cách xếp đồ của người Nhật rất là gọn và tiết kiệm không gian, cũng như là để được rất là nhiều đồ. Thay vì mình xếp bình thường như thế này thì khi mà cái số lượng áo thun nó nhiều và mỏng thì mình mới có thể xếp như vậy. Nhưng mà đối với lại những cái áo nó hơi dày như là sweater hay là quần jean và các loại quần thì mình nên cuộn lại, dễ dàng lấy ra lấy vào và rất là dễ phân biệt được món nào là món nào. Phía bên này là những cái áo khoác, áo sweater và áo sweatshirt tay dài, cũng là một trong những cái món mà mình yêu thích. Chính vì mặc quen rồi nên khi ra đường mà mọi người thấy mặc áo thì mọi người hỏi có nóng không thì không, quen rồi. Còn phía trên là để những cái túi, một cái cách để bảo quản những cái túi da là tại vì túi da khi mà nếu mà để sát gần nhau thì cái thời tiết ở Sài Gòn nó rất là nóng và những cái da nó sẽ rất là dễ bị hít vào nhau và nó bị bong tróc. Vậy mà nếu mà khi mà mua túi mình có những cái dust bag thì các bạn nên đặt cái túi của mình ở trong cái dust bag này. Trong mỗi cái túi sẽ có những cái phần giấy như thế này, và những cái phần giấy này thì mọi người đừng nên dùng, tại vì khi mà mình không dùng thì mình có thể nhét vào trong để cho nó giữ cái phong túi không bị móp. Phụ kiện thì bằng kim loại rất là dễ bị oxy hóa và bị reset, vì vậy mọi người nên cất trong một cái hộp, hoặc nếu mà những cái món phụ kiện nó đắt tiền hơn thì mình nên cất trong một cái bọc vải, thì vì khi mà mỗi lần mua một cái món nó sẽ có một cái bọc vải giống như là túi. Đây là một trong những cái phụ kiện đang rất là hot ở thời điểm hiện tại mà Kelvin đã biết nó cách đây hơn 1 năm và đã sử dụng những cái phần dây này để làm dây nịt. Một trong những cách để sử dụng cái dây này thì ngoài quấn một vòng ở phần quần thì mình có thể, nếu mà quá dài mình có thể quấn thành hai vòng. Ví dụ là mặc áo khoác thì mình vẫn có thể buộc ngay phần eo. Dành đến những ai không quá dài thì nó sẽ vừa tới chân thôi, còn nếu những người mà hơi thấp thì mình có thể cũng quấn 2 vòng. Nó sẽ hạn chế được cái phần dài của sợi dây nịt. Nịt này cũng là một trong những cái phụ kiện mà mình có thể biến nó thành một cái sợi dây đeo, một cái strap thứ hai, sơ cho mọi người dễ hình dung. Thì mình vẫn có thể là lấy cái làm thành một cái dây strap đeo túi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là một trong những cái góc báu vật khác Kelvin, một trong những niềm đam mê bất tận và không bao giờ thấy đủ, mặc dù là chỗ cũng hết chỗ để rồi, tới mức độ mà Phil vẫn để trong hộp như thế này. Nhưng mà mỗi lần thấy giày đẹp thì cái đam mê bùng lên và muốn mua. Đây là một trong những đôi giày mà Kelvin rất thích. Đợt khi mà được đi Ý tham dự Milan Fashion Week thì Kelvin có ghé một cái selector shop ở bên Ý, và đôi giày này của hiệu Guidi. Và đây là thành quả mix and match đồ để cho cái event mà tối nay Kelvin sẽ đi. Thường khi mà đi event thì Kelvin mới mix and match nhiều layer như thế này, chứ mà đi chơi bình thường thì 2 layer như là áo thun và áo sơ mi là nó đã khá là nóng rồi. Tại vì khi mà đi event thì mình được ở trong máy lạnh và có thể mặc nhiều layer nhiều hơn. Và hy vọng rằng sẽ gặp lại tất cả các độc giả Elle trong một cái dự án gì đó sắp tới của Elle.